đại diện cho lớp tổ chức cái buổi ngày hôm nay để chúc mừng sinh nhật cho cô. Hôm nay tuy là nó không có cùng với cái ngày sinh nhật của cô, nhưng mà cũng mong là cô cảm thấy vui và thầy ơi, thầy ơi. Rồi cảm ơn. Không phải là ngày kiểu như sinh nhật của cô nữa, nhưng mà trong này phải không vui, không lấy tiền. Nếu mà sau này cô